Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay chủ nhật ngày 21 tháng 7 2019, thì tôi đã có mặt ở đây, ở ngay trước cửa đại sứ quán của Mỹ tại Berlin. Và cũng từ nước Mỹ, chúng ta đã nhận được một thông tin rất vui mừng, đáng mừng. Đó là việc ngày hôm qua, ngày 20 tháng 7 2019, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức ra thông cáo báo chí và phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc cho tàu thuyền đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và hăm dọa các nước nhỏ, trong đó có Việt Nam. Và đây là hình ảnh mà chúng tôi xin gửi tới các bạn về cái tuyên bố đó. Đây là hình ảnh của ông. Đây là hình ảnh của ông Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton phát biểu vào hôm 20 tháng 7 ngày hôm qua. Đây là điều đặc biệt, bởi vì khi những cố vấn mà an ninh quốc gia của Mỹ họ đã phát biểu như vậy, thì điều đó sẽ đem đến những cái hậu quả rất là đặc biệt đối với những cái nước mà vi phạm chủ quyền của những cái nước khác, và đặc biệt là đối với Việt Nam, nơi mà có tầm chiến lược rất lớn trong cái vùng biển quốc tế đó. Và ông Cố vấn Quốc gia Nhà Trắng đã phát biểu ngày hôm qua, và kèm theo đó là cái thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã thông báo. Và đây xin gửi các bạn cái thông tin về cái thông cáo báo chí này. Và chúng tôi sẽ lát nữa sau cái chương trình trực tiếp này, thì tôi sẽ đưa cái thông cáo báo chí này lên để các bạn cùng tham khảo và cùng tra cứu. Và trong này họ nói rất rõ, là tôi đã đánh dấu rất kỹ, đó là chữ Việt Nam rất rõ trong này và bằng tiếng Anh. Thì thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày hôm qua là 20 tháng 7 năm 2019 đã nói về tình hình Biển Đông, và họ đã lên án, cực lực lên án cái hành động đe dọa của Trung Quốc đối với các vùng biển của các nước, trong đó có Việt Nam. Và trước đó thì không phải ngẫu nhiên mà các bạn cũng thường xuyên nhận được những cái thông tin mà do ông, một cái vị phó giáo sư của trường đại học quân sự hàng hải của Mỹ, luôn luôn chia sẻ trên tweet về cập nhật liên tục về tình hình diễn biến của Biển Đông. Và đặc biệt là đây, hình ảnh mà chúng tôi cũng đã chia sẻ trong những lần trước, thì các bạn cũng đã biết là phó giáo sư tại trường hàng hải của Hải quân Hoa Kỳ đã thường xuyên chia sẻ. Và ông ta nói rằng là, và bây giờ chúng tôi đã xác nhận sự tham gia của lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc trong hoạt động hộ tống. Đó là tàu 00114, một chiếc thuyền lớn thuộc sở hữu của đơn vị thành phố Sha. Có lẽ không phải chỉ mình nó ở ngoài khơi. Và kèm theo những hình ảnh này, thì các bạn cũng đã thấy những cái biểu đồ đi lại của các tàu Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Và ngay cả trong thời điểm này thì vẫn liên tục có những cái tàu thuyền của Trung Quốc vi phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và điều đó thì báo chí trong nước cũng đã đăng, tuy nhiên họ đã đăng chưa rõ ràng và chưa đầy đủ. Thì đấy là điều mà các bạn cần phải tra khảo thêm của báo chí quốc tế hoặc là những cái trang có uy tín khác ở nước ngoài. Và cũng kèm theo đó, cái biểu đồ hàng hải đi rất rõ là các hoạt động khảo sát của tàu của Trung Quốc trong thời gian từ ngày 3 đến 11 tháng 7 2019 cũng đã được đưa từ trước đó rất lâu. Và trong đó, khi đó báo chí trong nước cũng chưa hề đăng. Đấy, các bạn thấy đây là hình ảnh mà các bạn có thể tự xem trên những cái thông tin đại chúng ở trong nước cũng như quốc tế, và đặc biệt ở quốc tế. Và tại sao cái điều đó quan trọng đối với Việt Nam? Vì ở đây có khu nhà giàn DK1, là đã 30 năm nay cái khu nhà giàn đó đã tồn tại và phát triển và cũng như là bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam, và quan sát những cái tàu thuyền qua lại. Và đây các bạn nhìn xem, thì khu nhà giàn DK1 đã 30 năm nay cắm ở đây, và hiện nay thì Trung Quốc vẫn dùng tàu thuyền vờn xung quanh để khảo sát, đo đạc những cái điều, làm những cái điều mà vi phạm vào công ước quốc tế mà Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết. Đây các bạn nhìn xem, bởi vì là khu vực đó là nằm trong thềm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và như những cái tờ báo ở nước ngoài, ví dụ như Đài Châu Á Tự Do, họ đã đăng tải rất đầy đủ, mà các bạn cũng có thể tự tra cứu ở trên mạng. Tuy nhiên những tờ báo như thế này ở trong nước thì có thể bị phía tuyên giáo của Việt Nam và người đứng đầu là ông Võ Văn Thưởng chặn, cho nên là các bạn phải dùng qua những công cụ như VPN để vượt tường lửa, hoặc là những công cụ khác. Thì trong những cái bài báo này họ đã đăng từ rất lâu rồi, từ ngày 12, ngay khi cái đó, điều đó bắt đầu xảy ra, thì từ ngày 12 hoặc 15 họ đã bắt đầu đăng rồi. Và đây là họ ghi rất rõ là cái thềm lục địa, đấy, thềm lục địa đấy của Việt, tức là tại sao Trung Quốc tiếp tục dằn mặt Việt Nam ngay trong vùng đặc quyền kinh tế. Vâng, vùng đặc quyền kinh tế là cái vùng mà Việt Nam được quyền sở hữu để khai thác và đánh bắt những
hải sản ở trong cái vùng đó, và những nước khác khi đi qua đó thì họ có thể dùng tàu đi qua lại được, hoặc là họ có thể xin phép đi qua, nhưng họ không thể được quyền khảo sát hoặc là khai thác khoáng sản hoặc đánh bắt cá trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng điều đó thì hiện nay phía Trung Quốc đang làm và tiếp tục làm. Tuy nhiên những cái thông tin đó đã bị giấu nhẹm ở trong nước, và hiện nay tôi đang đứng trước Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Đức, và cũng là Hoa Kỳ là một nước luôn luôn ủng hộ cái tự do hàng hải, và họ mong muốn rằng Trung Quốc cũng phải tôn trọng điều đó. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những cái hành động gây hấn của Trung Quốc đối với cả tàu thuyền Việt Nam trong cái quá trình họ tham gia đánh bắt cá, hoặc là họ có thể là bị đàn áp một cách rất dữ dội. Đó là việc mà các tàu của hải, đây các bạn xem hình ảnh là tàu Trung Quốc rượt đuổi tàu Việt Nam, là Việt Nam mặc dù đã trao công hàm phản đối tàu Trung Quốc đe dọa tính mạng ngư dân trong thời gian vừa qua, nhưng mà những cái phản ứng đó có vẻ rất yếu ớt và lẻ tẻ. Điều đó làm cho Trung Quốc gần như là không sợ phía Việt Nam và không sợ phía quốc tế, bởi vì Việt Nam cũng không dám đưa những cái việc này ra tòa án quốc tế như Philippines để kiện Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng pháp luật quốc tế, mà Việt Nam chỉ đưa công hàm phản đối hoặc là quan ngại mà thôi. Thì đây là cái điều mà Việt Nam cần phải điều chỉnh trong thời gian tới, bởi vì ở Trung Quốc họ đã vẽ cái đường lưỡi bò rất lớn, và họ luôn luôn nói rằng đó là lãnh thổ và vùng lãnh hải của họ. Cho nên nếu Việt Nam không có lên tiếng với quốc tế về mặt pháp lý thì đến lúc nào đó thì Việt Nam sẽ mất hoàn toàn những cái vùng biển như thế này, và điều đó là rất là đau xót, bởi vì khi mà cha ông Việt Nam, những cái người đã khai giải phóng, tức là khai sáng Việt Nam ra và thành lập nhà nước Việt Nam, thì họ đã phải hy sinh rất nhiều xương máu, rất nhiều người lính của hai bên, kể cả Việt Nam Cộng Hòa lẫn người lính của quân đội nhân dân Việt Nam đã phải hy sinh xương máu để bảo vệ cái điều này. Thế nhưng mà những cái lãnh đạo hiện nay họ dường như là quá nhu nhược trước những cái thái độ hung hăng của Trung Quốc, mặc dù đã được sự ủng hộ của quốc tế, của Mỹ, nhưng mà họ đã không mạnh mẽ lên tiếng về cái việc này. Chính vì vậy mà ngư dân Việt Nam tiếp tục chịu thiệt hại, và họ là cái người mà như là những cái lá chắn để làm việc thay Hải quân Việt Nam, làm việc thay Bộ Ngoại giao Việt Nam và các bộ ngành khác để đi bảo vệ chủ quyền biển đảo, mặc dù họ không có trong tay bất cứ một cái tất sát nào. Đấy. Và tất nhiên là khi mà đi đánh bắt cá như vậy thì họ sẽ gặp phải những nguy hiểm khi tàu Trung Quốc liên tục cản phá và đâm vào tàu Việt Nam. Thì các bạn đã thấy thì những hình ảnh này chúng ta gần như là rất quen thuộc, tàu Việt Nam bị Trung Quốc đâm chìm, Việt Nam cũng chỉ quan ngại mà thôi, và sau đó giải ra kéo lai dắt những cái tàu chìm của Việt Nam về. Trong hình ảnh này thì quốc tế họ cũng rất ngạc nhiên, bởi vì Việt Nam tại sao không lên tiếng với quốc tế, tại sao không kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế mà lại vẫn tiếp tục để cho người dân Việt Nam phải chịu những cái đau khổ như vậy. Dạ. Wir machen das Interview über das die Ja, Sie dürfen eigentlich hier auf dem Gelände nicht filmen. Sie müssen eigentlich darüber. Ja, okay. Vâng, tôi sẽ đưa hình ảnh của các bạn lại gần hơn nữa vào đại sứ để các bạn cùng biết, cùng xem. Vâng, đây. Đây là tòa đại sứ của Mỹ. Và ở đây các bạn đã thấy nước Mỹ là một nước mà có nền tự do và dân chủ. Ở trên này các bạn nhìn rất rõ, đây là tòa đại sứ của Mỹ. Và trước đó thì các bạn cũng đã biết phía Việt Nam luôn luôn có những cái hoạt động hợp tác với phía Trung Quốc, mà ngay cả trong những hoạt động đó là những hoạt động về hải quân, về không quân, về đặc biệt về quân đội, thì phía Việt Nam vẫn tiếp tục có những hoạt động hợp tác rất chặt chẽ, thậm chí là họ gửi những cái tàu chiến sang để tập trận cùng với cả phía Trung Quốc, hoặc là cùng phía Trung Quốc để duyệt binh. Thì đây là hình ảnh của hai bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bắt tay nhau rất thắm thiết. Nhưng mà những cái điều này dường như không đem lại những cái kết quả gì đối với phía Trung Quốc, bởi vì họ vẫn tiếp tục gây hấn và vẫn tiếp tục dùng những cái biện pháp thô bạo đối với các tàu thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam, và cho đến thời điểm này thì họ lại càng lộ rõ cái mưu đồ bá quyền bành trướng bằng cách là cho những tàu hải giám, cho những tàu thăm dò đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để tiếp tục gây sức ép với chính quyền Việt Nam, chính phủ Việt Nam. Và đây là hình ảnh của hai vị bộ trưởng hai nước.
Và ngoài ra thì các bạn cũng đã biết trong thời gian đúng cái thời điểm mà khi phía Việt Nam đang gặp cái khó khăn ở ngoài vùng biển khi bị tàu Trung Quốc vào thăm dò cũng như là khảo sát, thì đúng thời điểm đó là có một cái người, tức là bà Ngân, tên là bà Ngân, và đấy, đúng thời điểm đó thì bà Ngân cũng là một cái người mà sang Trung Quốc cùng thời điểm đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đấy đã sang Trung Quốc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhưng mà dường như là những cái trao đổi của bà Ngân, bà Nguyễn Thị Kim Ngân với phía Trung Quốc chưa đem lại kết quả gì, cho nên là phía hiện nay kể cả khi bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam về nước, nhưng bên phía Trung Quốc vẫn tiếp tục có những cái thái độ hung hăng ở ngay những cái vùng biển này. Đây, các bạn nhìn thấy hình ảnh của bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam vừa sang thăm Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Đấy. Và ngoài ra thì các bạn cũng đã thấy liên tục ở báo chí đảng, tức là những báo trong nước, họ đăng những cái hình ảnh rất thân thiết của ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở những cái nơi mà ông Phú Trọng tới thăm hoặc là ông Tập Cận Bình tới thăm. Và những hình ảnh này luôn luôn được đưa lên những cái trang nhất hàng đầu của những tờ báo trong nước, bởi vì họ tuyên truyền cho phía Trung Quốc hữu hảo ở phía Việt Nam, và ngược lại, dường như những hình ảnh này để làm cho những người dân Việt Nam quên đi những cái mâu thuẫn của hai nước. Nhưng cuối cùng thì những cái thiệt hại đem lại thì vẫn luôn luôn nằm đấy, và người dân là của Việt Nam, những cái người ngư dân của Việt Nam sẽ luôn luôn chịu hậu quả. Đó là khi ra đánh bắt ngoài khơi đúng vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì bị Trung Quốc rượt đuổi và đâm chìm tàu. Đây là hình ảnh của hai vị lãnh đạo cao nhất vẫn rất là hữu hảo, vui vẻ đấy trong cái thời gian vừa qua. Và các bạn cũng đã tự chứng kiến trong cái thời gian vừa qua, khi mà Trung Quốc đang có cái căng thẳng ở bãi Tư Chính ở Việt Nam, thì ngay cả thời gian điểm đó thì các bạn cũng không hề thấy ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư và bây giờ là Chủ tịch nước nữa, xuất hiện. Và ông ta vẫn im lặng, mặc cho Trung Quốc hoành hành ngoài biển, mặc cho ngư dân Việt Nam gặp những khó khăn, mặc cho phía quân đội Việt Nam phải có những cái biện pháp rất vờn nhau với tàu của Trung Quốc ở ngoài biển khơi. Nhưng mà ông ta là người đại diện, người đứng đầu của nhà nước, thì ông ta lại không có bất cứ một cái phát ngôn nào để phản đối, hoặc là ít nhất là thể hiện cái chính kiến của mình trong cái việc rất nghiêm trọng đó. Bởi vì là người đứng đầu một nhà nước thì họ phải có trách nhiệm đưa ra cái chính kiến, đưa cái thông cáo báo chí để người dân biết được là liệu ông Nguyễn Phú Trọng đồng ý hay là không đồng ý. Nhưng với sự im lặng của ông Nguyễn Phú Trọng thì dường như là mọi người nghĩ rằng là ông Nguyễn Phú Trọng đồng ý với hoạt động đó của Trung Quốc ở vùng Biển Đông. Và trước đó các bạn cũng đã biết phía Mỹ họ đã có những cái hoạt động khác ở Việt Nam. Đó là vào năm 2015 thì phía Mỹ đã cử cho tàu sân bay, tức là phía Mỹ đã cử tàu sân bay về vào trong cảng Đà Nẵng vào tháng 3 năm 2018, thì phía Mỹ đã cho tàu sân bay vào cập cảng Đà Nẵng. Thì đương nhiên là những cái hình ảnh này phía Trung Quốc chắc chắn là sẽ khó chịu, bởi vì khi Mỹ mà đưa tàu sân bay vào thì đấy là khẳng định về cái việc mà Mỹ luôn luôn mong muốn tự do hàng hải với Việt Nam, và Mỹ cũng yêu cầu Việt Nam, có lẽ yêu cầu Việt Nam đáp ứng được những cái yêu cầu nhất định của Mỹ. Thì chính vì vậy tàu sân bay mới có thể đi vào Đà Nẵng, là một trong những nước cựu thù của Việt Nam từ trước đây. Và Trung Quốc thì không vui vẻ gì với điều này, và chính vì vậy họ đã tổ chức ra những cái tiếp tục những cái gây hấn với Việt Nam ở ngoài biển để khiêu khích Việt Nam. Và qua cái việc khiêu khích Việt Nam cũng sẽ là khiêu khích Mỹ. Đấy, đây là cái hình ảnh mà các bạn thấy tàu sân bay của Mỹ vào Đà Nẵng năm 2018. Đấy, thì như vậy là chúng ta qua đấy chúng ta thấy thực hiện là thấy rõ rằng là có những hình ảnh thêm nữa, đó là vào 2015 thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lúc đó là Tổng Bí thư thôi, cũng đã được ông Tổng thống Mỹ Barack Obama mời sang Mỹ và có gặp ở tòa nhà Nhà Trắng. Thì cái điều này rất là hãn hữu, bởi vì khi mà một Tổng thống Mỹ tiếp một Tổng Bí thư một đảng thì cái điều đấy rất khó, bởi vì ở những cái nước khác thì người ta thể chế dân chủ, thì khi mà Tổng Bí thư một cái đảng, chủ tịch một cái đảng thì chỉ là đại diện cho một đảng mà thôi, chứ không phải là đại diện cho một nhà nước. Nhưng phía Mỹ họ vẫn tôn trọng và họ vẫn tiếp ông Phú Trọng tại Mỹ vào năm 2015. Thì đây, qua những hình ảnh như thế này, các bạn thấy rằng là rõ ràng là Việt Nam có những cái vai trò rất quan trọng ở Đông Nam Á, nhưng
Việt Nam lại luôn luôn thể hiện là một cái nơi mà có những cái trường phái khác nhau. Dường như những cái đánh giá của cộng đồng mạng và trên báo chí đều nói rằng là Việt Nam là nơi DJ, tức là DJ có nghĩa là anh không đứng ở bên nào cả, anh cứ lúc thì đứng bên nọ, lúc thì anh đứng phía bên kia, thì điều đó lại sẽ tạo ra cái sự mất lòng tin, không tin tưởng của cả hai bên, tức là phía Trung Quốc cũng không tin Việt Nam thật lòng là hợp tác với Trung Quốc, và ngược lại phía Mỹ và các nước châu Âu tư bản họ cũng không tin tưởng vào Việt Nam là hợp tác hoàn toàn với Việt Nam, bởi vì là khi mà anh nói chuyện quá thân mật với cả hai và anh sử dụng những cái biện pháp ngoại giao như nhau với cả hai, tức là ngay cả với cả cái nhà cầm quyền đang chiếm giữ cái vùng biển đảo của Việt Nam, đó là vùng Hoàng Sa và rất nhiều đảo Trường Sa, thì anh cũng đối xử như vậy với Mỹ, thì liệu những cái điều sự tin tưởng của họ đối với cả Việt Nam sẽ thế nào? Thì đấy là một câu hỏi rất lớn và chúng ta cần phải tiếp tục quan sát trong thời gian vừa qua cũng như là trong thời gian tới. Bởi vì đây các bạn nhìn thấy hình ảnh của ông Tổng Bí thư Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, ông ta vẫn im lặng và không hề lên tiếng về việc Trung Quốc đang xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam rất nghiêm trọng trong nhiều ngày qua. Đấy, và đấy. Thì đấy là cái việc mà đặt câu hỏi rất lớn đối với ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp của chúng tôi từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, ngay trước Đại sứ quán Mỹ ở Berlin. Và trong chương trình này chúng tôi đã giới thiệu với các bạn là về cái việc đặc biệt, đó là ở Mỹ ngày hôm qua 20 tháng 7, 2019 đã ra một cái thông cáo báo chí và đả kích Trung Quốc vẫn tiếp tục bắt nạt Việt Nam tại bãi Tư Chính. Thì đấy là cái điều đáng mừng đối với Việt Nam, nhưng mà cũng lại rất đáng buồn với Việt Nam, bởi vì một người chủ tịch và tổng bí thư như ông Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mà đã chưa có ý kiến gì và không hề nói điều gì lên tiếng để bênh vực cái quyền lợi của người dân Việt Nam, bênh vực cái lẽ phải, thì điều đó là cái câu hỏi lớn mà chúng ta phải tiếp tục quan sát trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp của chúng tôi từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Và các bạn hãy đặt những câu hỏi, các bạn hãy gửi những câu trả gửi những cái thông chuyển tiếp những cái thông tin này đến nhiều người biết, để các bạn và những người khác cùng được biết cái thông tin sự thật nhất sẽ diễn ra như ra sao, bởi vì báo chí trong nước đã không đăng những thông tin như vậy, cho nên điều đó rất cần thiết khi người dân cần được biết sự thật. Và chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau 30 phút nữa chúng tôi sẽ phát chương trình thứ hai, và mời các bạn xem chương trình thứ hai của chúng tôi của ngày hôm nay. Lê Trung Khoa, Thời báo .de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Và tôi quay một chút hình ảnh xung quanh để các bạn biết cái không gian xung quanh. Đây là không gian xung quanh mà chúng tôi đang đứng để làm chương trình trực tiếp ngày hôm nay. Đó là những cái nơi mà tưởng niệm những cái người Do Thái đã bị phát xít giết chết trong cái thời gian Thế chiến lần thứ hai. Đây là cái đài tưởng niệm mà gồm có những cái tấm bê tông rất lớn. Đài tưởng niệm này nằm ngay cạnh tòa đại sứ Mỹ tại Berlin và ngay tại thủ đô Berlin. Thì đây là hình ảnh mà các bạn đang theo dõi, và ở đây là rất là nhiều những cái người từ khắp nơi trên thế giới họ đến đây, họ tham quan, họ tìm hiểu về cái lịch sử cũng như là về những cái tội ác mà chủ nghĩa phát xít đã đem lại cho người dân Đức và châu Âu cũng như là các nước khác. Ở đây, đây các bạn nhìn thấy xung quanh là rất nhiều cây xanh. Đây ngay trung tâm Berlin là rất nhiều cây xanh, những công viên rất lớn, và tất nhiên là ở bên kia đường thì chúng ta thấy rất rõ là hình ảnh của tòa đại sứ của Mỹ tại Berlin, và ở đây thì sẽ điều hành rất nhiều những cái chính sách của Mỹ đối với Đức và các nước ở châu Âu. Và tòa đại sứ này nằm ngay ở trung tâm Berlin, ngay sát cái cổng thành Berlin và cách tòa quốc hội Berlin ở Đức chỉ Berlin chỉ khoảng vài trăm mét. Đây các bạn nhìn thấy. Và hy vọng rằng là Mỹ trong thời gian tới đây sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam để chống lại sự bành trướng của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Họ đang cố vẽ đường lưỡi bò để nhằm ngăn chặn cái tự do hàng hải cũng như là vi phạm cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Vâng, rất cảm ơn các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn sau 30 phút nữa vào chương trình thứ hai. Vâng, chào các bạn từ Berlin.